Hôm nay Tháp Xanh hướng dẫn các bạn tháo lắp chiếc máy ép cám KL260. Đầu tiên tháo các ốc hãm, đây là ốc cố định con lăn áp lực, mặt cối ép với bộ sàng. Sau khi bỏ con lăn áp lực và thành cối ép ra, ta tiến hành tháo chốt hãm sàng ép cám. Đây là cỡ sàng 4 ly phổ biến của máy, sàng làm bằng thép T20 Diken. Chú ý đồ cơ khi tháo lắp phải kiên trì, nhẹ nhàng, phải tháo đều các chốt hãm không làm ảnh hưởng tới mặt sàng ép. Sau khi gỡ chốt hãm, lấy sàng ép ra, sau đó có thể vệ sinh sạch trước khi thay sàng ép cám cỡ khác. Ở đây tôi thay cỡ sàng 6 ly vào để ép cám cho dê, vì cỡ sàng 4 ly phù hợp ép cám cho heo và gà. Việc lắp đặt trở lại khá dễ dàng, chú ý đừng để thừa ốc vít là được. Một ngày tôi phải tháo lắp cỡ 10 đến 20 bộ máy theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng, nên thao tác của tôi cực chuẩn xác. Các bạn nhớ sử dụng bảo hộ lao động, đặc biệt là găng tay. Khi lắp cố định con lăn áp lực cần chú ý căn chỉnh sao cho con lăn và sàng không chạm vào nhau. Lắp xong hãy chạy rốt đa cho sàng được mài bóng nếu là sàng mới. Nhớ kiểm tra dầu nhớt thường xuyên, vệ sinh máy sau khi sử dụng. Mọi chi tiết xin liên hệ Tháp Xanh để được tư vấn.